Xin được mến chào cả nhà. Đây là đường Kim Long cả nhà, bên cạnh sông Hương. Trục đường mà hôm nay mình mời quý vị và các bạn về thăm với Kim Long, thăm với một cái hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, em Gia Thịnh, một học sinh tiểu học cả nhà. Mồ côi cha mẹ từ rất là nhỏ, bây giờ đang ở với lại bà nội. Bây giờ mình mời cả nhà chúng ta về thăm Kim Long, chạy vào đường Nguyễn Hoàng, sau đó vào một ngôi nhà ở cạnh trường giáo dục Phường Hoàng đó cả nhà, để ghé thăm em Gia Thịnh. Đây là đường Phú Mộng cả nhà này, để vào đó là đường Phú Mộng. Trục đường này cũng là trục đường mà chúng ta chạy lên chùa Thiên Mụ. Bên dưới là dòng sông Hương thơ mộng, bên cạnh đó thì có các cái anh câu cá thư giãn, đi dọc với trục đường Kim Long này vào ban ngày thì chúng ta thấy lượng xe lưu thông nó không có nhiều. Bây giờ chúng ta chạy vào đường Nguyễn Hoàng. Sau khi rẽ vào trục đường Nguyễn Hoàng thì chúng ta rẽ vào đường giáo dục Phường Hoàng cả nhà. Về Kim Long để ghé thăm một cái hoàn cảnh mồ côi cha mẹ. Trước mặt quý cô chú anh chị và các bạn, đây là trường giáo dục Phượng Hoàng, vào 100m chúng ta sẽ chạy vào con đường này. Trường giáo dục Phượng Hoàng, vào một đoạn thì chúng ta sẽ rẽ phải vào một cái hoàn cảnh khó khăn ở trong này, hoàn cảnh của em Gia Thịnh. Tiếp tục di chuyển vào phía trong, đây là trường giáo dục Phượng Hoàng đó mọi người. Phượng Hoàng, đây trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Phượng Hoàng. Tiếp tục di chuyển, đây cũng là một cái trục đường đi xe đạp thể dục của nhiều người. Đây, chúng ta đi vào phía trong xóm này.
này, bà cố ở phía sau cả nhà. Đây vườn chuối rộng. Chào bà cố. Con vào thăm gia đình. Đây là cháu nội cháu ngoài này bà. À cháu cổ hả? À. Dạ, đây là nhà bà cố. Thường thường hàng ngày bà nội đi là bà cố vào chăm gia đình à? Nhà đấy hả? À. Bữa con có vô thăm bà đó, thăm gia đình đó. Về cái hoàn cảnh của gia đình cho mọi người hiểu hơn cái hoàn cảnh của cháu được không? Gia đình đến đây có. Dạ đến đây có. Đúng với bà cố đó. Cha chết khi 12 tháng. Dạ yeah, 12 tháng. Dạ. Yeah. Mẹ bà đi hai được 2 tháng nuôi cho được 2 tháng mà. Mẹ yeah. đi theo đường mẹ luôn. Dạ. Yeah. Một mùa lại thì luôn, nó yeah. 14 tháng. Là yeah. không có ai hết. Yeah. Cha mẹ. Dạ. Yeah. À, ở nhà yeah. về bên yeah. nội thẳng thì nó lắng lắc đi làm đi luôn. Dạ. Yeah. Bà nội thì lo phải đi làm để kiếm tiền về. Yeah, à, nuôi con nuôi cháu hả? Bác cổ ở nhà chăm sóc rồi học hành. Dạ. Đưa đi động về. Dạ. Bỏ đến chiếc xe đạp mà đẩy đi mà ra ngoài đường là. Dạ. Ai biết hết chuyện à. Anh nói đó. Bà cố hả? Bà cố. À, đạp bỏ xe đạp đẩy đi à? Ừ, bỏ đến xe đạp mà đẩy đi. Dạ. Dạ. Mà hồi lúc đó là 14 tháng tuổi à? À ừ, bỏ xe đẩy đi. Từ 14 tháng cho đến chư đó. Dạ. Khi chỉ lên 9 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà gia đình giờ hiện bây giờ có học trường nào có? Dạ, con đi học số 2 Kim Long. Số 2 Kim Long. Ừ, à, học trường số 2 Kim Long. À. À, có học lớp mấy rồi có? Dạ, con học lớp 4. Học lớp 4 rồi hả? À. Ok con. Có học giỏi không? Dạ. Ừ. Rồi con ngồi với cô, con đang ngồi với cô. Cảnh của cháu chứ chắc không mẹ chẳng có. Dạ. Khi ở bên nội thì bên nội đi từ 6 giờ sáng đến có giờ 6 giờ tối mới về. Dạ. Đi làm cho họ. Dạ. Làm chỗ đi có chỗ về. Dạ. Đi làm việc gia đình nữa. Dạ. Ở nhà thì bà cổ chăm sóc nữa đi học đi hành. Dạ. Dạ. Vậy hiện tại bây giờ ai đưa cháu đi học hồi nhỏ, lúc nhỏ đi học thì ai đưa cháu đi học? Ai đưa gia đình đi học? À bà cố đưa đi hả? Gia đình có sách vở học năm mới cho con? Chưa có sách vở học không ạ? Hàng năm đồ là sách vở đâu con học hả? Cháu hỏi cho hả? À người ta cho hả? Nhà, nhà mình có sổ hộ nghèo đó chứ không bạn? Có sổ hộ nghèo có hộ nghèo à? Cô có hộ nghèo hả? À nhưng mà sách vở lớp 4 chưa có à? À đồ dùng học tập đồ chi chưa có luôn để đi học vậy rồi chưa chơi ba mẹ xin bà cố định xin bằng cách nào? Đi xin ba con quen biết. À ba con quen biết rồi. À nhà. Năm mô rồi. À năm mô rồi. Năm mô mày đi bà đi vòng đó hả? Thưa quý vị, đây là cái hoàn cảnh của em Gia Thình, hiện bây giờ là học lớp 4 á cả nhà. Học ở Kim Long. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lúc 12 tháng tuổi đến là ba mất. 14 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi. Thì hiện tại bây giờ cũng nghe như mẹ cũng mất luôn à ba nội. Mẹ cũng mất luôn à. Đi con, đi chết đây con. Là cố cùng đất của người ta. Đất của người ta. Đất đó là đất của bên nào cố? À trong hồ hà dòng tộc đó hả? À còn cái nhà đó là không phải nhà đất của cô à? Nhà đó là của chị hồi cháu
cổ hộ nghèo, họ làm cái cổ. Dạ. Dạ. Hàng ngày với bà cố ở nhà với bà chăm vườn đấy à? Bà cố có nuôi thêm gà rồi hả? Dạ. Hai cô cháu để ăn uống à. Có nuôi thêm gà nữa nè. Dạ. Gia Thình thì bây giờ có đi học cái gì không có? Ngày tại hè này có học gì không có? Con đi học môn chi? Thêm thì cũng người ta cho. Người ta cũng có tài trợ cho học mà. Có nghĩa là thấy nghèo khổ mà cho học không? Không tiền đâu, không có cả. Bên nội làm cái đi đi lên thuê không? Vậy là mấy cô thầy cho luôn hả? Mấy cô thầy dạy là không không có lấy tiền của cháu hả? Đó, cô hàng bên đi ở gần đây dạy anh Văn. Còn cô cũng kia là dạy toàn về tiếng Việt. Là dạy miễn phí luôn? Miễn phí luôn, cô nào cũng dạy thôi không cả. Dạ. Cô học thì cô tiền mua cho học. Dạ, tiền mua mà học. Gia Thình học lớp 4, lớp 3 là kết quả học tập mà học sinh xuất sắc hay học sinh giỏi có? Học sinh khá có? Vừa rồi cũng bị tôi ở nhà học. Online? Online đi học cũng được chứ mà. Cô cũng không biết tôi đọc nạc rồi. Cô cũng không biết cái cũng điện thoại. Học sinh giỏi cho năm lớp 2 là có học sinh giỏi. Mà năm lớp 3 có chịu, năm đi lên lớp 4. Thấy cô bị đi học trường đi cho chắc cố gắng đi. Học trường thì chắc được chứ, vì ở nhà là vì cháu học được, nhưng mà chắc bà là bà không có biết về điện thoại đồ máy móc phải không? Máy móc đâu có, máy móc cũng có. Không có máy học phải không? Không có máy học, mấy cái điện thoại mượn của họ nữa. Có mấy bữa mấy chủ công an lên nghe hoàn cảnh để có nói thôi. Nếu có cổ nói thôi có cái điện thoại mô mà hư. Thì mấy chủ cho cháu mà phải. Dạ. Bà già nói thôi để em về kiểm đã. Bà hệ cô bị bà đi học trường đâu. Bà cũng không dùng thêm máy nữa. Bà chắc cái hồi mà học ở nhà hàng cổ. Cô bị này nó học được chứ là chắc vô chỗ trúng cái điện thoại. Mưa ngọn người ta chập bật sáng chiều người ta lấy thì vậy là quỷ rồi chứ. Có cô được chứ mất hả? Bà thanh chứ rồi nắm lục bá là không cả chứ. Thì cái cuộc học tập nó sa sút hơn là vì không có cái công nghệ để học đó hả? Có người ta có người tỉnh rồi có người chăm sóc cái Đó là bà buổi sáng đó, vậy là bà mua nấu ăn cho nấu đồ ăn sáng cho cháu à, hay là sao ăn uống cả ngày của cháu như thế nào bà? Cơm nước buổi sáng có cơm nguội cơm lành chứ đó. Ăn cơm nguội. Cháu mì tôm. Họ cho mì tôm để cho cháu ăn sáng. Cái hột cá hồ ngao cháu rau. Cháu mì nấu mì tôm. Nấu mì tôm để đồ ăn hả? Đây là căn bếp của bà cố đấy hả? Bà cố để bà nấu. Căn nhà bếp của bà cố chăm cháu Gia Thịnh. Đây hoàn cảnh của bà cố là hộ nghèo, mà cháu Gia Thịnh thì mồ côi cả cha mẹ. Thì cũng mong quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ cho cháu Gia Thịnh để cháu có cái chặng đường học tập tốt hơn. Hiện tại bây giờ thì cháu lớp 3 là học giỏi bài hả? Lớp 2 là học giỏi hả? Giỏi nhưng mà thì lớp 3 là hơi sa sút chút xíu do dịch. Cô biết chỉ mốt điện thoại điện thông cũng có. Cũng biết nữa, ai nữa. Ba con thì tới cô bị thồn sơ. Thồn sơ.
Dạ. Còn ngày cũng ngày ấy, trong dịch dịch vợ thì cách ly rồi. Dạ, ba có anh qua. Ba lập ba lần cả chứ lại tham đi lên lập bốn. Dạ. Cố gắng lên. Các nhà hào tâm giúp đỡ cho cô cháu rồi chứ. Dạ. Còn khổ, cha rồi 83 tuổi thôi. Dạ, cố 83 rồi hả? Dạ. Nhà cửa thì cả nhà này họ cũng xây cho, họ xây cho cố đó hả? À, nhà nhà họ nghèo đó. Dạ. Thì qua đây con cũng có một chút quà của quý nhà họ Tâm á. Dạ, thì có cô Hiếu ở bên có cô Hiếu ở bên Cali á, gửi tặng cho cháu Gia Thịnh 500.000. À, để cháu mua dụng cụ học tập để cho cháu cháu học. Dạ. Dạ. Nhà tiền cảm ơn cậu đây. Dạ. Nhà sự giúp đỡ các cái hội nhà ai đi mua sách vở. Dạ. Đây cô Hiếu gửi tặng con hả? Đây cô Hiếu gửi tặng con 500 để cho con mua sách vở dụng cụ học tập. Ừ. Con cảm ơn cô Hiếu đi. Dạ, cảm ơn cô Hiếu. Con cảm ơn cô Hiếu hả? Dạ. 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 Mưa bão tới nơi rồi. Dạ. Có giúp đỡ cho cổ cháu. Dạ. Có hồi. Dạ. Dạ vừa tế mà cho thấy thiền ngoài. Dạ. Ngoài sáu còn xuống xa lắm. Dạ. Lần lội ra. À, lần lội ra. Cho cũng mấy nhà, cũng nhà mấy nhà họ tắm mỗi năm. Dạ. Tắm thiền đó. Dạ, dạ. Số 10 chỉ được. Số 10 hả? Dạ. Cho ra thông mì tôm bố gà bố quê bố ăn hai bộ cháu. Dạ. Thật đội chưa đứng ngồi lắm mưa bảo tử. Dạ. Hồ nghèo thì lâu lâu rồi không có giúp đỡ cho. Dạ. Bố gà thông mì tôm này 100 ngàn. Dạ. Đôi 300 ngàn chứ vậy đó. Làm một mứa. Mùa mưa để nó đỡ bờ áo mất mà. Nên Gia Thịnh cũng cố gắng học tập con hả? Là khi có quý nhà hậu tâm nào mà con tâm giúp đỡ cho con á, thì có gì chú quay trở lại chú thăm con hả? À. Cũng hy vọng qua đây thì mình cũng hy vọng mà quý nhà hậu tâm giúp đỡ thêm cho cháu Gia Thịnh. À, hoàn cảnh mồ côi cả cha và mẹ. Nhìn cháu thì giờ chưa biết gì cả, giờ nhờ bà cố với lại nhờ bà nội, bà cố bà nội. Dạ. Bà nội cũng phải làm đi làm cả ngày ấy. Đi giúp việc gia đình thì chọn cái kêu chỗ cái kia nữa. Dạ, cũng đi cả ngày. Đó, con tấm chí cỏ chí thì đem về mua về cháu cổ cháu ăn, cháu nữa. Chứ mà cái ông mới nói chứ được bổn gần bố học rồi lấy 28 là cái dạng thôi mà chưa chi chưa phải hết thôi. Yeah. Chứ cái là quả quỷ thôi. Yeah. Thế để hồi là cổ bây giờ học rồi đồ sách bỏ tiền. Yeah. Học tập. Yeah. Đồ học tập của cô cháu. Yeah. Thôi vậy thôi, con cũng cảm ơn bà cố. Dạ, cảm ơn cháu Gia Huy ấy, à, Gia Thịnh ấy. À, à. Rồi cho đi. Cô phải chào đấy, cảm ơn cháu đấy. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ, có gì con thì cũng cầu nối giúp đỡ thì có mấy nhà hậu tâm họ về đó. Dạ. Bà cố với cháu đi con. Dạ. Con hy vọng nhiều hơn, con hy vọng sau này có sự quan tâm nhiều hơn của một cái nhà hậu tâm. Đi cháu về cảm ơn cũng đi. À, hiệu quản họ ít người biết hả? Dạ. 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 Dạ.